Trước hết tôi gửi lời cảm ơn và gửi lời chào đến tất cả các bạn. Today what we do is that I thought today maybe we'll do mainly the meditation, same as the last time what we did, the giving and the taking meditation. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành thiền và cái buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay sẽ giống với cái tuần trước, đó là về phương pháp thiền cho và nhận. The most important point of the giving and taking and the meditation is that the one thing that you have to know. Có một điều quan trọng mà các bạn cần biết về phương pháp hành thiền cho và nhận. Because once we look at our own life, sometimes that we are not knowing that. Lot of the wrong things are going on in our life, but still we are not. Also, there are a lot of the negative way of the thought arise in our mind, but sometimes still we are not. Even when we are know that we are having a lot of the wrong thought arising in our mind, even we know that, but we are not knowing that how to overcome. Trong cuộc sống của chúng ta thì đôi lúc những sự việc diễn ra trong cuộc sống của chúng ta nó diễn ra không đúng cách, và thậm chí trong trong tâm mình thì đôi lúc có những tư tưởng tiêu cực nó xuất hiện trong tâm mình, nhưng mình vẫn không phát hiện ra những điều đó. Và thậm chí khi các bạn phát hiện ra được rằng có những tư tưởng tiêu cực hoặc những điều sai trái đang diễn ra trong cuộc sống, nhưng mình vẫn không biết làm thế nào để vượt qua tất cả những điều tiêu cực đó. One thing is that clear that when we are not knowing that how to overcome the all this negative thought which arising in our mind, so these type of negative thoughts will hurt us. Khi bạn không không biết cách để đối trị lại những tư tưởng tiêu cực đang phát sinh trong tâm mình thì chắc chắn những tiêu cực đó sẽ gây cho chúng ta đau khổ. Here, the one most important point is that we have to know the few things that how we have to overcome all this negative thought. What is the main cause? What is the root cause of all the negative thoughts which are arising in our mind? Ở đây điều quan trọng là chúng ta cần phải biết phương pháp để vượt qua tất cả những cái tư tưởng tiêu cực đó, và chúng ta phải biết được đâu là cái nguyên nhân chủ yếu làm cho các tư tưởng tiêu cực nảy sinh trong tâm chúng ta. One thing is very clear that all this negative thought arises because arise in our mind mainly because of the self-cherishing attitude, because of the self-centered attitude. Cái nguyên nhân chủ yếu làm cho những tư tưởng tiêu cực nảy sinh trong tâm chúng ta đó là bởi vì tư tưởng ái ngã, là có nghĩa là tư tưởng chỉ biết thương yêu bản thân mình. Because of the self-cherishing attitude, because of that is the one of the main reasons. À, tư tưởng ái ngã là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho các tư tưởng tiêu cực nảy sinh trong tâm ta. So, very simple way, we can say that the one thing is that the one you become the more selfish, you will be more unhappy. When you become the less selfish, you will be more. Một điều rất đơn giản chúng ta có thể nhận ra rằng khi tâm mình trở nên càng ích kỷ thì ta càng đau khổ, và khi ta bớt ích kỷ thì ta cảm thấy hạnh phúc hơn. So that's why that now the giving and the taking meditation, especially one of the very powerful meditation to help us
to overcome the self-judging attitude, self-centered. Phương pháp hành thiền cho và nhận là một trong những phương pháp rất mạnh mẽ giúp chúng ta có thể vượt qua được tư tưởng ái ngã, chỉ biết thương yêu bản thân. The thing is that actually when we are born we are not selfish. But slowly with we condition our mind. We make ourselves more selfish. We make ourselves more selfish. Có một điều rất đặc biệt là ngay từ lúc chúng ta được sinh ra đời thì chúng ta không có cái tâm ái ngã. Nhưng mà thời gian trôi qua thì chúng ta tạo ra điều kiện để tâm ái ngã nó phát sinh trong tâm ta và chúng ta làm cho tâm mình ngày càng trở nên ích kỷ, ngày càng chỉ biết thương yêu bản thân mình. Okay, so that's why what we do is that, okay, so now we will meditate. Mainly that we will meditate. We'll meditate on the point of the giving and taking. Giving and taking meditation is a very simple that, as I mentioned the last time, that you just visualize that someone very close to you. When you inhale the breath, think that you are taking the suffering of that person. When you exhale the breath, think that you are giving your own happiness to you. When you inhaling the breath, you think that you are taking the suffering of the others, form of the black life with interest from your left nostril. When you exhale the breath, think that you are giving your own happiness, one of the white lights which is coming out from your nostril and dissolving to them. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hành phương pháp thiền cho và nhận theo như những gì tôi đã hướng dẫn vào tuần trước. Thì phương pháp thiền này được thực hiện bằng cách các bạn sẽ nghĩ đến một người thân của mình đang ngồi trước mặt mình. Và trong lúc thiền, khi thở vào, các bạn nghĩ rằng mình đang nhận về tất cả đau khổ của người thân của mình. Và khi thở ra, bạn nghĩ rằng mình đang trao tặng tất cả hạnh phúc của mình cho người thân đó. Và khi thở vào, bạn nghĩ rằng tất cả đau khổ của người thân đi vào cơ thể mình dưới dạng ánh sáng màu đen thông qua lỗ mũi bên trái. Và khi các bạn thở ra, các bạn nghĩ rằng tất cả những hạnh phúc, những điều tốt đẹp của mình đi ra khỏi cơ thể mình dưới dạng ánh sáng màu trắng qua lỗ mũi bên phải của mình và đến hòa tan vào người thân đang ngồi trước mặt mình. So then slowly you have to think that now the last time we just think the only the person whom you like. Now you can start to thinking the person whom you dislike. Now you visualize the person whom you really hate, like this person. You just think the, visualize them in front of you. And just try to think that taking the suffering of that person and giving your own happiness to that person. Trong buổi học ở tuần trước, thì tôi có hướng dẫn các bạn nghĩ đến một người thân yêu của mình ngồi trước mặt mình để mình thực hành thiền. Và trong tuần này, các bạn có thể bắt đầu nghĩ đến những người mình không ưa, những người mình ghét. Và bây giờ các bạn hãy nghĩ đến một người mà mình rất ghét đang ngồi trước mặt mình và mình nghĩ rằng khi thở vào, mình nhận về hết khổ đau của người đó. Và khi thở ra, các bạn trao tặng tất cả hạnh phúc của mình cho cái người mà bạn rất là ghét. I know that it's quite difficult. I know that whenever you visualize that your person whom you dislike from the view, it makes you very unhappy. Plus, it is very difficult for you to taking the imagining, visualizing that taking the suffering of that person whom you really hate. Tôi biết rằng cái việc này rất là khó làm. Tôi hiểu rằng khi bạn chỉ cần nghĩ đến cái người mà mình không ưa thôi là mình đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Huống gì là nghĩ đến chuyện, chỉ đơn thuần nghĩ đến chuyện nhận về đau khổ của người đó và trao tặng người đó hạnh phúc của mình. But the one thing that you are not knowing, the one thing that when you thinking of the person whom you dislike, that makes you very unhappy. When you thinking of the person whom you dislike, makes you very unhappy. But in the reality, that happiness, the cause of that happiness is not that person whom you dislike. The cause of that happiness is the way of your thinking. Negative way of. That is the book which makes me happy.
that's a person who Khi bạn nghĩ đến cái người mà mình ghét đó, thì trong tâm bạn phát sinh một cái cảm giác đau khổ. Nhưng trên thực tế thì cái cảm giác khó chịu đó nó không đến từ cái người, cái đối tượng mà các bạn ghét bỏ. Và cái người mình ghét không phải là nguyên nhân gây ra cái cảm giác khó chịu đó, mà thực sự cái cảm giác khó chịu đó đến từ cách suy nghĩ của các bạn, đến từ cách cái cách suy nghĩ tiêu cực của các bạn. When we talk about a compassion, it's very easy to generate the compassion to the person, your friends, your relatives. But most difficult, challenging thing is generating the compassion toward the person you dislike, generating the compassion toward the person who you really you hate. Khi chúng ta nói đến lòng từ bi, thì việc phát khởi lòng từ bi đối với bạn bè, đối với người thân yêu của mình thì là một việc rất dễ dàng. Tuy nhiên, một việc khó hơn nữa là phát khởi lòng từ bi đối với những người mà mình thật sự ghét, ghét bỏ. So, now, what you have to do is, okay, this session, when you, this session, you just visualize the person you dislike. And inhale the breath, think they're taking the suffering of that person. When you're exhaling the breath, think that you're giving your own happiness to that person. And the plus, what you have to do, you are mentally, you try to forgive that person who really hurt you, who really make you unhappy. Mentally forgive them. I does not mean that. I'm not saying that you have to go and tell that person whom you dislike that you are forgiving them. Orally, physically, you don't have to do anything. Just mentally forgive that, then you will see the power of the forgiveness. You will feel the so joy, so peaceful on the inside. But physically, you don't have to go and tell all this your person whom you dislike and saying that you have to go and tell this. You don't have to go and tell these people that you are forgiving them. You don't have to do that. But you have to hear that you have to do the mental. Trong buổi thiền ngày hôm nay thì các bạn sẽ thực hành cho và nhận, thực hành thiền cho và nhận đối với người mà mình ghét. Và bây giờ các bạn sẽ hãy nghĩ đến một người mình ghét ngồi trước mặt mình. Và khi thở vào, các bạn nghĩ rằng mình đang nhận về tất cả đau khổ của người đó. Và khi thở ra, nghĩ rằng mình đang trao tặng tất cả hạnh phúc của mình cho cái người mà mình ghét đang ngồi trước mặt mình. Cùng lúc đó các bạn hãy nghĩ rằng hãy cố gắng khởi cái tâm tha thứ đối với họ, tha thứ tất cả những gì mà họ đã làm, những điều sai quấy, những điều ác mà họ đã làm đối với mình, và các bạn phát khởi cái tâm tha thứ đó trong tâm mình mà thôi. Ở đây tôi không nói các bạn phải làm bất cứ điều gì cả thông qua hành động. Tôi không nói rằng bạn cần phải đến gặp người đó và nói với họ rằng tôi tha thứ cho anh. Bạn không cần phải làm như vậy. Các bạn chỉ cần nghĩ trong tâm là mình tha thứ cho người đó. Và sau đó rồi các bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của cái sự tha thứ, của cái lòng tha thứ. Và kết quả của cái lòng tha thứ đó rằng đó là bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều niềm vui sướng và hạnh phúc. Okay. Now only a few minutes, okay, one meditation session. For that few minutes, now you visualize the person whom you really dislike. Visualize the person whom you hate. And think that, okay, visualize them, they're taking their suffering towards you and giving your own happiness. Then you mentally try. Bây giờ tôi sẽ dành vài phút để chúng ta thực hành thiền. Thì trong bài thực hành hôm nay, các bạn nghĩ đến một người mà mình ghét. Và khi thở ra, khi thở vào, các bạn nghĩ rằng mình nhận về khổ đau của họ. Và khi thở ra, các bạn nghĩ rằng mình trao tặng họ tất cả cái hạnh phúc của mình. Và cùng lúc đó, các bạn hãy tha thứ cho họ từ trong tâm. So, person hungry, person hurt, mentally, physically, the person is visual. Trong buổi thiền này hãy nghĩ đến một người mà đã từng hại bạn về tinh thần lẫn thể chất, thì các bạn hãy nghĩ đến người đó để làm đối tượng thực hành thiền trong buổi này. Okay, I'll leave for a few minutes, okay? Tôi sẽ dành vài phút để
chúng ta thực hành thiền.
Okay. So now that this week, what you have to do is that this week that you have to meditate, keep on the meditating, the giving and taking meditation. Trong tuần này, các bạn hãy tiếp tục thực hành phương pháp thiền cho và nhận. Especially the giving and taking meditation with the person whom you dislike, the person whom you hate. Đặc biệt là áp dụng phương pháp hành thiền cho và nhận đối với những người mà bạn không thích, những người mà bạn thật sự không ưa. And try to remember the, all those persons who really hate you. Try to all those persons who really hurts you. And while visualizing these people, and try to forgive them mentally, okay? Not orally or not physically, just mentally. Và các bạn cố gắng nhớ lại tất cả những người đã từng hãm hại mình và hãy nghĩ đến những người đó và cố gắng tha thứ cho họ từ trong tâm. Các bạn không cần phải nói ra bằng lời hoặc có hành động để chứng tỏ sự tha thứ mà chỉ cần tha thứ cho họ từ trong tâm. Normally, what we do is that whenever we think of the person whom you dislike, whenever you just think of your anger, you will generate the anger. But Thông one thing you are not knowing that when you are generating the anger towards your enemy, that anger is hurting you more than your enemy. thông thường khi chúng ta vừa nghĩ đến những người mà mình ghét hoặc vừa nghĩ đến kẻ thù của mình thì mình sẽ nổi giận ngay lập tức. Nhưng có một điều các bạn vẫn không nhận ra đó là cơn giận đó sẽ gây đau khổ cho chúng ta nhiều hơn là gây đau khổ cho kẻ thù. And also, whenever you think of the person whom you dislike, whenever you start thinking of these people, you will be so angry. But other side, even you cannot forget the all these people whom you really dislike. You cannot forget that. You will remember all these people. Whenever you think of these people, you will be angry. Và mỗi khi các bạn nghĩ đến những người đó, những người bạn không không ưa thì các bạn sẽ cảm thấy rất là đau khổ và thậm chí khi các bạn cũng không thể quên những người đó, bạn bạn cố quên quên đi những người đó nhưng mà bạn không thể nào quên được thì bạn cũng cảm thấy rất là đau khổ. So that for today, this giving and taking meditation, this technique will help you that even whenever you think of the person whom you dislike, your enemy, that will not makes you unhappy. That will not makes you unhappy. Neither you will generate the anger. You will feel more calm and more peace. Even when you think and visualize about the person who hurt you, whom you really dislike. Phương pháp hành thiền cho và nhận ngày hôm nay mà mình khi mình áp dụng với những người mình không ưa thì nó sẽ giúp mình không nổi giận hoặc không cảm thấy đau khổ khi chợt nghĩ đến những người mà mình ghét và thay vào đó mình sẽ cảm thấy điềm tĩnh hơn khi mình nghĩ đến những người mà mình không ưa. Yeah, so also plus it will help you. It will also plus it will help you to generate, to help you to generate more easily the compassion towards your enemy. Và phương pháp thiền này cũng giúp bạn phát khởi tâm từ bi đối với những người đã từng hãm hại mình một cách dễ dàng hơn. Bạn sẽ dễ dàng phát tâm từ bi hơn đối với những người đó. Okay, so this is the for the your this week's homework. Whenever you have a few minutes free time, you can practice. Và đó là tất cả những gì các bạn cần thực hành ở nhà trong tuần này mỗi khi mình có vài phút thời gian rảnh. Okay, so today we'll stop here. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Tôi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.